Sáng nay tại tỉnh Bắc Giang, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ ban ngành địa phương đã dự và động viên cán bộ chiến sĩ quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên sau khi quân đoàn 12 được thành lập, có sự phối hợp hiệp đồng của các quân binh chủng. Thông qua cuộc diễn tập để báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu. Công tác lãnh đạo chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là những loại mới, đồng thời nâng cao năng lực trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia diễn tập. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, căn cứ tình hình và yêu cầu mới, quân đoàn 12 mới được thành lập nhưng đã khắc phục mọi khó khăn, ổn định tổ chức, luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Xứng đáng là quân đoàn chủ lực cơ động chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh, tiến lên hiện đại. Thủ tướng ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương cán bộ chiến sĩ quân đoàn 12 và các lực lượng tham gia đã hoàn thành xuất sắc cuộc diễn tập, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và vũ khí. Ta thấy một cái điểm quan trọng và đáng chú ý nhất là cái sự hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ hiệu quả giữa các quân binh chủng chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, đồng thời sử dụng các cái loại vũ khí khí tài do chính Quân đội Nhân dân Việt Nam, chính Việt Nam chúng ta cải tiến và sản xuất. Và cái thứ hai là nó chứng minh cái sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sau 79 năm, có sự lãnh đạo của Đảng, rồi có sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, rồi sự giúp đỡ của nhân dân, là chúng ta đã đạt được những cái thành tựu chung to lớn, và đặc biệt là chúng ta xây dựng khu vực phòng thủ rồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ cái hoàn cảnh nào mà như hôm nay chúng ta đã thể hiện. Và nhân đây tôi cũng xin cảm ơn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các địa phương luôn luôn tức là hỗ trợ giúp đỡ lực lượng vũ trang nói chung, trong đó có Quân đội Nhân dân Việt Nam, và thể hiện cái tình cảm quân và dân như cá với nước. Thời gian tới, phát huy kết quả cuộc diễn tập, Thủ tướng yêu cầu các lực lượng triển khai hiệu quả các nghị quyết, chiến lược, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự, quốc phòng, xây dựng lực lượng tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị, xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện diễn tập, nâng cao khả năng tác chiến hiệp đồng quân, binh chủng trong môi trường chiến tranh hiện đại, đặc biệt làm chủ vũ khí, trang bị, kỹ thuật, nhất là loại hiện đại và loại của quân đội ta nghiên cứu, chế tạo sản xuất. Thủ tướng cũng nhấn mạnh nhiệm vụ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp, chú trọng xây dựng mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với nhân dân, các cấp ủy đảng và chính quyền, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, toàn diện. Thủ tướng đề nghị làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý chí, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng cho cán bộ chiến sĩ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống, chú trọng nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bộ đội. Thủ tướng tin tưởng, kế thừa truyền thống anh hùng của Quân đoàn 1, Quân đoàn 2 và Quân đội Nhân dân Việt Nam, Quân đoàn 12 tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp và tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân, không ngừng nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó trong tình hình mới. Ngày 23 tháng 12 tại Bắc Giang, Quân đoàn 12 tổ chức cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam dự động viên cán bộ chiến sĩ quân đoàn và các lực lượng tham gia cuộc diễn tập. Chỉ đạo cuộc diễn tập có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội. Theo dõi diễn tập có các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lãnh đạo một số ban, bộ ngành trung ương địa phương, các đồng chí Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, các cơ quan đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Cuộc diễn tập bắn đạn thật của Quân đoàn 12 có quy mô tương đối lớn với nhiều lực lượng tham gia và sử dụng nhiều loại vũ khí trang bị. Đặc biệt, đây là cuộc diễn tập có sự phối hợp hiệp đồng chiến đấu giữa nhiều lực lượng: không quân, pháo binh, phòng không, xe tăng, xe thiết giáp, bộ binh và bộ binh cơ giới. Tại buổi diễn tập, các lực lượng tham gia diễn tập trực tiếp là Quân đoàn 12 đã quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập,
hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tích cực động viên xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ, tổ chức huấn luyện thành thục các nội dung khoa mục diễn tập sát thực tế, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, thành phần diễn tập theo quy định. Quá trình thực hành diễn tập nắm chắc lý luận, vận dụng linh hoạt sáng tạo vào thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị chức trách được giao, phát huy tinh thần độc lập về khả năng tư duy nghệ thuật quân sự của chỉ huy, cơ quan trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu, kịp thời điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ theo đúng kịch bản diễn tập, tổ chức chỉ huy, điều hành bắn đạn thật chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, đúng trình tự các giai đoạn chiến đấu, đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ diễn tập trong với thời gian ngắn và với yêu cầu cao, sư đoàn đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt công tác chuẩn bị về mọi mặt, tổ chức trinh sát thực địa. Trên cơ sở đó, để chúng tôi xây dựng hệ thống công sự trận địa theo đúng hướng dẫn quy định và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án theo chỉ đạo của Bộ và quân đoàn. Trong quá trình luyện tập thì chúng tôi hết sức chú trọng đến cái công tác hiệp đồng giữa các quân binh chủng đấy, và rèn luyện cho người chỉ huy và phân đội xử lý linh hoạt các tình huống để làm sao thực hành diễn tập sát với cả điều kiện chiến đấu. Sau khi theo dõi các lực lượng thực hành diễn tập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm cao của các lực lượng tham gia diễn tập. Đặc biệt trong thời gian gấp, nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí, trang bị kỹ thuật, hệ thống công sự, công tác bảo đảm lớn, nhưng các cơ quan đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập đúng ý định. Phát huy kết quả của cuộc diễn tập hôm nay, tôi đề nghị các đồng chí tiếp tục tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu theo hướng thiết thực, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí, trang bị, xác định diễn tập, huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm, thường xuyên chú trọng công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, tăng cường nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, phương tiện kỹ thuật hiện đại trong huấn luyện, diễn tập, nâng cao khả năng tác chiến, hiệp đồng quân chủng, binh chủng trong môi trường chiến đấu hiện đại. Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên sau khi quân đoàn 12 được thành lập, có sự phối hợp hiệp đồng của các quân binh chủng. Thông qua cuộc diễn tập để báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí, trang bị của công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, đồng thời nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng tác chiến của các lực lượng tham gia diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Xây dựng quân đoàn 12 xứng đáng là quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh. Tại trường bắn quốc gia khu vực 1 hôm nay, Bộ Quốc phòng chỉ đạo quân đoàn 12 tổ chức thành công diễn tập hiệp đồng quân binh chủng. Dự và động viên cán bộ chiến sĩ các đơn vị tham gia diễn tập, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, thành công của diễn tập chứng minh sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dự và chỉ đạo diễn tập có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự diễn tập có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội và lãnh đạo các bộ, ban ngành trung ương, các tỉnh, thành phố, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị. Thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, sau hơn một tháng chuẩn bị, sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ của các lực lượng, ý thức trách nhiệm, tinh thần cố gắng khắc phục mọi khó khăn của cán bộ chiến sĩ các đơn vị. Cuộc diễn tập chiến thuật có bắn đạn thật của quân đoàn 12 đã diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt được mục đích yêu cầu đề ra và bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây là cuộc diễn tập có bắn đạn thật đầu tiên sau khi quân đoàn 12 được thành lập, có sự phối hợp hiệp đồng của các quân binh chủng. Cuộc diễn tập cũng là dịp báo cáo kết quả nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, cải tiến vũ khí trang bị của công nghiệp quốc phòng để trang bị cho các đơn vị chiến đấu, công tác lãnh đạo chỉ đạo, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nhất là vũ khí trang bị mới, đồng thời nâng cao năng lực trình độ tổ chức chỉ huy, phối hợp hiệp đồng của các lực lượng tham gia diễn tập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao, xây dựng quân đoàn 12 xứng đáng là quân đoàn chủ lực, cơ động chiến lược của Quân đội Nhân dân Việt Nam, được tổ chức theo hướng tinh, gọn, mạnh. Các lực lượng tham gia diễn tập trực tiếp là quân đoàn 12
đã quán triệt thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo diễn tập, hướng dẫn của các cơ quan chức năng, tích cực động viên, xây dựng tinh thần đoàn kết tốt, trách nhiệm cao cho cán bộ chiến sĩ, tổ chức huấn luyện thành thục các nội dung, khoa mục diễn tập sát thực tế, chuẩn bị đầy đủ vũ khí trang bị, thành phần diễn tập theo quy định. Quá trình thực hành diễn tập, nắm chắc lý luận, vận dụng linh hoạt, sáng tạo và thực hiện nhiệm vụ trên từng cương vị, chức trách được giao. Phát huy tinh thần độc lập về khả năng tư duy nghệ thuật quân sự của chỉ huy, cơ quan trong tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu. Kịp thời điều chỉnh quyết tâm, kế hoạch tác chiến sát với yêu cầu nhiệm vụ theo đúng kịch bản diễn tập. Tổ chức chỉ huy điều hành bắn đạn thật chặt chẽ, sát với tình hình thực tế, đúng trình tự các giai đoạn chiến đấu, đạt kết quả cao. Ổn định tổ chức biên chế các lực lượng tham gia diễn tập theo đúng hướng dẫn của cấp trên. Chúng tôi tổ chức huấn luyện bổ sung cũng như là tập huấn sử dụng các vũ khí trang bị mới được biên chế và các nội dung để sát với cuộc diễn tập, tổ chức trinh sát thực địa. Trên cơ sở đó để chúng tôi xây dựng hệ thống công sự trận địa theo đúng hướng dẫn quy định và tổ chức luyện tập thuần thục các phương án theo chỉ đạo của Bộ và quân đoàn. Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng trong công tác lãnh đạo chỉ đạo diễn tập của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, sự phối hợp hiệu quả của các ban, bộ ngành Trung ương, địa phương, biểu dương các cơ quan đơn vị quân đội, trực tiếp là Quân đoàn 12. Trong thời gian gấp, nhiều lực lượng, nhiều loại vũ khí trang bị kỹ thuật, hệ thống công sự, công tác bảo đảm lớn, nhưng đã phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, làm tốt công tác chuẩn bị, tổ chức và thực hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của diễn tập có bắn đạn thật. Cùng với các cuộc diễn tập khác, cuộc diễn tập của Quân đoàn 12 khẳng định chủ trương đúng đắn của Đảng về xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh. Buổi diễn tập hôm nay ấy, ta thấy một cái điểm quan trọng và đáng chú ý nhất, cái việc hiệp đồng chiến đấu chặt chẽ hiệu quả giữa các quân binh chủng chủ lực của Quân đội Nhân dân Việt Nam, có sự giúp đỡ của nhân dân và đồng thời sử dụng các cái loại vũ khí khí tài do chính Quân đội Nhân dân Việt Nam, chính Việt Nam chúng ta cải tiến và sản xuất. Và cái thứ hai là nó chứng minh cái sự trưởng thành lớn mạnh của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng sau 79 năm đấy, có sự lãnh đạo của Đảng, rồi có sự phối hợp của các cơ quan trong hệ thống chính trị, rồi sự giúp đỡ của nhân dân, là chúng ta đã đạt được những cái thành tựu chung to lớn, và đặc biệt là chúng ta xây dựng khu vực phòng thủ rồi chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu trong bất cứ cái hoàn cảnh nào, mà như hôm nay chúng ta đã thể hiện một cách nó tương đối là nhuần nhuyễn giữa các lực lượng chủ lực. Thủ tướng đề nghị quân đội và các lực lượng triển khai hiệu quả các nghị quyết chiến lược, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về quân sự quốc phòng, xây dựng lực lượng, tổ chức cán bộ, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sát với đối tượng tác chiến, phù hợp với vũ khí trang bị, đồng thời làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, ý chí, quyết tâm chiến đấu và chiến thắng cho cán bộ chiến sĩ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc, nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mọi tình huống. Chú trọng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, đáp ứng tốt yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.